3 dấu hiệu cho thấy cơ thể bạn đang thiếu omega 3. Thứ nhất là da khô, nám và mụn. Thì omega 3 có tác dụng là hỗ trợ sản xuất dầu tự nhiên cho da, giúp duy trì sức khỏe của làn da. Thứ hai đó là tình trạng tổn thương hoạt động của não. Thì omega 3 thì có tác dụng là tốt cho hoạt động của não. Nếu thiếu omega 3 thì có thể gây ra tình trạng tổn thương các hoạt động của não như là giảm trí nhớ, không tập trung hay là rối loạn tâm trạng. Thứ ba đó là cảm giác mệt mỏi và giảm sức khỏe, giảm sức đề kháng. Thì omega 3 giúp hỗ trợ sức khỏe của cơ thể và giảm cảm giác mệt mỏi. Nếu thiếu omega 3 thì có thể gây ra cái tình trạng là giảm sức đề kháng và mệt mỏi nhiều hơn.